Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì như đã hứa, hôm trước mình có hướng dẫn cho anh em chúng ta cách sử dụng cái chiếc DSP, cái code server kỹ thuật số DMX với cái model là DSC24X. Hướng dẫn anh em chúng ta sử dụng, chúng ta chỉnh sửa bằng tay rồi, cài đặt bằng tay rồi. Và hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta sử dụng trên cái phần mềm. Trước tiên thì để kết nối phần mềm thì chắc chắn rằng là ai cũng biết là chúng ta cần phải có một cái sợi cáp USB chúng ta cắm vào cái chiếc controller, cái code server DMX đó vào máy tính anh em nhé. Cái sợi dây cáp máy in thì rất quen thuộc rồi. Và đây thì khi anh em chúng ta mua sản phẩm bên Cường á, Cường sẽ có cái phần mềm để hỗ trợ cho anh em. Đây, thì mỗi cái đời khác nhau, mỗi năm sản xuất nó sẽ có các cái phần mềm khác nhau anh em nhé. Nó sẽ không giống nhau. Và hiện tại giờ mình đã có cập nhật đầy đủ các cái phần mềm của con DMX này rồi. Và anh em mua hàng bên mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em chúng ta cái phần mềm của nó. Và đồng thời mình sẽ chia sẻ chi tiết những cái gì mà anh em cần thiết nhé. Rồi, bước đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm lên đây, DMX DSC 24X đây. Rồi, nó có nhiều phiên bản khác nhau lắm. Và phiên bản hiện tại đây như thế này, chúng ta bật phần mềm lên, giao diện nó như thế này. Chúng ta vào cái chữ File và vào phần New. Đây, khi chúng ta cắm cáp rồi, cắm cáp vào cái máy tính rồi, máy tính nó đã nhận rồi, thì đây nó sẽ hiển thị cái DSC24X. Chúng ta nhấn vào OK. Sau đó nó sẽ hỏi là chúng ta đồng bộ dữ liệu từ từ cái DSC24X này vào máy tính. Chúng ta chọn Yes. Rồi thì những cái gì mà chúng ta đã cài đặt ở trên cái DMX DSC24X rồi thì nó sẽ hiển thị tất cả trên phần mềm. Đầu tiên đây là cái phần gen, giao diện chính chúng ta có thể mút này. Mút từng kênh một ha. Khi mà chúng ta mút á thì chúng ta nhìn ở trên thiết bị nó sẽ báo đèn đỏ lên. Đấy. Đây là mình đang mút. Rồi một ví dụ bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vào Limited. Để mình xem đây có phần tín hiệu báo. Đây là nó không có báo tín hiệu trên này anh em ha. Thì thôi cho nên như vậy mình không có cần cấp tín hiệu cho nó. Tại vì tín hiệu nó báo ở trên cái chiếc DSP thôi, nó không báo trên này. Đầu tiên đây là chúng ta điều khiển cái gen. Cái gen input, hai cái in A in B này anh em nhìn thấy đây. Chúng ta có thể nhấn đây hoặc chúng ta cầm kéo thả thành luôn. Chúng ta dùng con chuột kéo luôn ha, cho nó nhanh, tùy. Đó, chúng ta dùng cách nào được hết. Đây là cái phần đầu tiên khi chúng ta bật phần mềm lên. Rồi, B cũng vậy mà ngược lại các đường output cũng vậy nữa. Chúng ta muốn đặt nó như thế nào thì chúng ta đặt bao nhiêu dB. Out bao nhiêu dB và input bao nhiêu, đầu vào bao nhiêu dB là tùy chúng ta thôi. Đó. Rồi, tiếp đến cái phần sau. Cái phần sau là chúng ta routing đó. Ví dụ cái phần routing là nó như thế này. Ví dụ như anh em chúng ta dùng cái đường output 1 này làm full bên trái và cái output 2 chúng ta làm full bên phải, gọi là full left right, chúng ta đánh style á, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây, chúng ta sẽ tích vào, tại vì cái này hai con này hai input out đúng không? Thì ở đây nó sẽ có AB. Nếu chúng ta muốn cái đường input A nó sẽ out ra cái đường output số 1 để chúng ta làm cái vế la full bên trái chẳng hạn, thì chúng ta tích vào A ở đây. Và ngược lại cái output 2 chúng ta muốn làm cái vế loa full bên phải thì chúng ta sẽ chọn B. Thì lúc này đây in AB thì nó sẽ tương ứng với lại cái output left right ở trên mixer anh em. Đấy, hai cái left right chúng ta sẽ out từ mixer ra và chúng ta in vào hai đường in AB. Và in AB này chúng ta sẽ chia ra từng out một. Đấy, đặc biệt là cái con DMX DSC24X này chúng ta có thể routing tùy ý. Hoặc ví dụ chúng ta chọn cả A và B luôn thì nó sẽ sum mono. Có nghĩa nếu chúng ta chọn cả A và B á, thì lúc này đây hai đường input A này nó sẽ out ra cái đường output số 1 luôn. Đấy. Còn nếu chúng ta chỉ lấy cái đường in A cho nó out ra output 1 thôi thì chúng ta bỏ dấu tích ở cái in B này đi, ở B này đi. Chúng ta chọn A thôi và ngược lại bên này cũng thế. Rồi còn đối với loa sub phải làm sao ạ? Loa sub thì thông thường chúng ta sẽ đánh sum mono hoặc chúng ta đánh để giống như cái full vậy, chúng ta chọn AB luôn cũng được. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chúng ta nên chọn cái sum AB, sum left right lại cho nó gọn, hay sum mono á.
thì chúng ta sẽ tích cả A và B. Thì ngay lúc này anh em nhìn thấy cái mũi tên nhỉ? Cái đường input A nó sẽ chạy qua output số 3. Input B đây nó cũng chạy qua cái đường output số 3 luôn. Có nghĩa là hai đường tín hiệu input AB này nó sẽ out cả hai đường đi ra một cái output này. Còn ở cái full á là in nào thì nó out ra đường đó theo chúng ta routing đúng không? Rồi. Đó là cái phần mà tùy chọn. Đấy, rất là thông minh đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái phần input, chỉnh sửa phần input in A trước đi. Đó. In A đầu tiên thì chúng ta bật lên bên cái thanh bên này cũng là cái gen của đường input ha, đây là mode. Đấy, đây là cái pha nhé, priority. Đây, mình ra phần gen để hướng dẫn cho anh em lại. Đây, cái dấu cộng này này là cái chúng ta đảo pha ha. Chúng ta đảo pha 180 độ đó anh em, cũng giống tương ứng như là chúng ta đảo ngược cái dây loa vậy đó anh em nhé. Đấy, chúng ta vào phần in A cũng có đảo pha của từng in 1 này. Chúng ta muốn đảo nào thì chúng ta in như nó. Đây, B cũng có này. Đó. Nếu cái loa chúng ta ngược cái dây loa mà chúng ta muốn đảo nó lại, chúng ta không muốn đảo cái dây loa thì chúng ta đảo trên này luôn ha. Rồi. Tiếp đến thì nó sẽ có phần equalizer. Equalizer đây anh em. Đây. Input nó sẽ có equalizer thôi nhá. Đây, cái nào đang bypass thì không sử dụng, chúng ta phải bỏ cái dấu tích ở trên cái chữ bypass này đi. Đấy. Thì nó sẽ có bao nhiêu equalizer đây? 2 4 6 7, nó sẽ có 7 cần equalizer. Thì ví dụ như chúng ta muốn chỉnh cái điểm equalizer số 1 này. Đó chẳng hạn. Chúng ta có thể kéo thả này. Rồi, chúng ta mở rộng cái Q lên. Đây cái frequency là cái tần số. Đây anh em nhìn thấy mình di chuyển này ha. Thay đổi tần số di chuyển này. Còn cái style là kiểu cắt này, low shape này, đó thấy chưa? Rồi high shape này. Rồi PEQ đây là cái parametric EQ đó anh em. Rồi đây là cái phần BMW này á. Đây là cái Q nhá, cái độ rộng của điểm cắt. Ví dụ bây giờ mình chọn cái độ rộng điểm cắt nó càng hẹp á, càng nhỏ thì cái điểm cắt này nó càng hẹp. Còn mình chọn cái thông số Q này lớn, càng lớn á, thì cái điểm cắt nó càng rộng ra anh em thấy không? Đây, chúng ta tăng giảm. Đó, chúng ta có thể kéo di chuyển cái tần số nào đó, tùy chúng ta mong muốn nhá. Đó, chúng ta có thể dùng ở đây, cộng trừ ở đây luôn, tăng giảm đây luôn ha. Rồi, thì tương ứng các cái cần equalizer tiếp theo nó cũng vậy thôi. Đó, đó là phần input nha. Đấy, không dùng thì chúng ta bypass. Nếu chúng ta không dùng, chúng ta ví dụ chúng ta là cắt xuống vậy mà chúng ta không muốn giảm lên nhập xuống mất công, chúng ta bypass đây luôn. Đó thì nó sẽ mất ha. Chúng ta mở bypass lên thì nó sẽ có tác dụng. Đó, vậy thôi, nó rất là dễ. Thực tế là cái con DMX này nó rất rẻ tiền nhưng mà rất hiệu quả ha. Anh em thấy cái giao diện rất là thông minh. Và ngược lại cái input B nó cũng vậy anh em nha. Input AB đều giống nhau. Chúng ta on cái EQ lên. Bỏ dấu tích của bypass. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần output số 1 là cái vế loa full bên trái hoặc bên phải đó, tùy anh em muốn câu như thế nào hợp lý được thôi. Thì đây nó sẽ có cái phần high pass và low pass. High pass là chúng ta sẽ cắt bỏ tần số thấp lấy tần số cao nha. Ví dụ cái loa full chúng ta muốn lấy bao nhiêu, chúng ta có thể đánh số trên bàn phím luôn hoặc chúng ta kéo ở đây này. Đó ha. Mình sẽ chọn tới 100 Hz chẳng hạn. Ví dụ cái loa full mình sẽ lấy từ 100 Hz cho tới, nói chung là mình lấy 100 Hz trở lên ha. Thì mình nhấn đánh số 100 vào Enter. Rồi cái phần này là đây là cái kiểu cắt này anh em thấy đây. Nó có link, right link và bell, book, tag work. Nếu thông thường thì mình hay chọn cái link, right link ha. Đây hoặc anh em có thể chọn bell này, nó theo nó khác nữa. Rồi book, tag work là nó khác, nó cắt đứng lên khác nữa đúng không? Đây chúng ta chọn link right link và đây là cái độ dốc thì mình sẽ chọn là 24 dB trên octa chẳng hạn. Hoặc mình chọn 48 nha, 48 nó cắt đứng lên ha. Đó, thông thường mình sẽ chọn 24 tùy, cái này thì cũng không bắt buộc. Rồi, còn cái phần này thì theo mình nghĩ không nên cắt. Phần này cứ để mặc định như vậy đi ha. Cắt tần số cao này. Mình cứ để mặc định như vậy đi, đó, kéo tuột nó ra luôn, đừng có cắt ha.
đây là mình cắt là mắt chép á. À, ví dụ như tôi cắt vậy là mắt chép rồi ha. Và bây giờ mình cứ kéo tuột ra đi, khỏi cắt nó. Rồi, ok. Đây là cái phần loa full ha, mình đang cắt loa full. Thì đó là phần chúng ta cắt code server xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ on cái equalizer lên. Đây nó sẽ có 2, 4, 6. Đây, mỗi output nó sẽ có 6 cái điểm equalizer. Anh em nhìn thấy tại sao mà mình cắt nó lại to chà bá như thế này không? Tại vì đây, ngay cái style, cái này là kiểu này. Đang để cái low set. Bây giờ mình sẽ chọn qua parametric EQ. Đây là PEQ đó ha. Đó, chúng ta kéo thả rồi. Chúng ta muốn nó cắt lớn ra hơn thì chúng ta chọn ở đây chẳng hạn. Đó, chúng ta chọn làm sao cho nó phù hợp nha. Đó, thấy chưa? Muốn to, muốn nhỏ, cái nào cũng được hết. Đấy, rất đơn giản. Thực tế ra con này rất là dễ dùng, không có gì khó hết. Rồi, cái khi mà chúng ta chỉnh xong rồi đấy, mình xem đây có copy không nào. Đây không có copy rồi. À đây có copy này nghe này. Đây. Mình sẽ chọn copy đi. Qua con ra. Mình thử xem có. Paste. À đây. Thì khi chúng ta chỉnh một cái đường output xong rồi anh em nhé. Ví dụ chúng ta chỉnh cái output số 1 xong rồi. Thông thường cái loa full chúng ta sẽ làm giống nhau đúng không? Hai vế left right nó sẽ giống nhau. Trừ khi là anh em chúng ta đặt một vế trước vế sau, chúng ta phải delay khác thôi. Đấy, còn ví dụ chúng ta chỉnh equalizer rồi này, các thứ xong rồi, ví dụ anh em luôn. Đây, ví dụ mình đang chỉnh 7 như vậy đi. Đây, chỉnh 7 thôi ha. Mình đang chỉnh cái số 1, output số 1 này là full rồi. Ví dụ cái full mình đang chỉnh như vậy đi. Và cái output số 2 cũng là loa full luôn mà nó bên phải. Thì mình chưa chỉnh đúng không? Bây giờ mình muốn nhanh, không muốn thao tác mất công nữa. Bây giờ anh em sẽ vào cái chữ DSC Pro Sectional. Rồi, chúng ta có chữ copy. Chúng ta copy. Sau đó chúng ta chọn qua cái output số 2 và chúng ta cũng vào cái DSP Pro Sectional đây. Chúng ta sẽ chọn cái chữ paste. Thì ngay lúc này đây, output 1 và output 2 nó sẽ giống nhau. Đó nghe, thấy chưa? Đấy, và ngược lại. Bây giờ ví dụ mình cắt hết mấy cái này đang cắt, bây giờ mình không cắt nữa này. Ví dụ như đây là equalizer số 3 chẳng hạn ha, mình sẽ không cắt nó nữa. Mình cảm thấy là ví dụ như là mình đang cảm thấy là mình làm xong rồi đó anh em. Ha. Mình chỉnh sửa nó xong rồi đó. Đây, cái output 1 của full bên trái xong rồi á. Chúng ta muốn copy nó qua về full bên phải, chúng ta nhấn vào chữ copy đây. Sau đó chúng ta nhấn vào output 2 và chúng ta chọn cái chữ paste. Đấy. Lúc này đây là xong, chúng ta thao tác rất là nhanh gọn. Tiếp đến cái output số 3 đây là chúng ta sẽ dùng cho loa sub. Ha. Thì đây là cái phần low pass. Thì bên cái loa full chúng ta đang lấy tần số 100 Hz trở lên rồi, thì cái loa sub chúng ta sẽ lấy 100 Hz trở xuống, anh em nhìn thấy ạ. Rồi. Cái phần này á, cái phần high pass này chúng ta có thể cắt làm sao cho nó phù hợp với cái loa full của chúng ta, à với cái thông số loa sub chúng ta. Hoặc chúng ta có thể để thẳng luôn, chúng ta không cắt cũng được hết, không sao, tùy anh em nhé. Nhưng mà tốt hơn hết thì chúng ta cũng nên cắt. Ví dụ cái loa sub chúng ta đáp ứng tần số từ 30 Hz cho tới 125 Hz chẳng hạn, thì chúng ta chỉ nên cắt nó 30 Hz thôi, tùy. Còn đây là tất cả đây là đều giống nhau ha. Đây là cái kiểu cắt bell thì nó sẽ chọi ra ha. Book network nó sẽ cắt đứng, tùy ha. Link right link này. Đây. Book network nó cắt đứng cái điểm này này ha. Ví dụ như vậy thôi. Mình cứ chọn hết như vậy đi. Đó là về anh em, tùy anh em sử dụng. Rồi, đây là cái độ dốc. Mình sẽ cắt nó dốc bao nhiêu dB trên octa. Rồi. Thì cái equalizer nó cũng như thế thôi. Nếu chúng ta dùng thì chúng ta cứ on nó lên ha. Chúng ta bỏ vô tích ở cái phần bypass này đi. Vậy là xong thôi. Output 4 cũng vậy nữa, giống nhau. Nếu như chúng ta muốn copy nó qua thì chúng ta cũng nhấn vào cái output số 3 này. Rồi. Chúng ta vào cái DSC Pro Sectional, chúng ta nhấn copy và chúng ta nhấn qua cái đường output số 4 và chúng ta cũng nhấn vào cái DSC Pro Sectional, chúng ta nhấn cái chữ paste. Thì lúc nào đây cả hai cái nó đều giống nhau. Rồi. À còn cái phần delay nữa, mình xem nó nằm đâu. Từ từ delay đây, một lát mình sẽ hướng dẫn anh em cái delay ha. Rồi bây giờ cái phần limited này.
Cái phần limit này thì anh em cũng đặt ngưỡng. Ví dụ như chúng ta muốn cái tín hiệu âm thanh nó sẽ ra, anh em muốn nó out ra main bao nhiêu dB là nó sẽ nén lại. Ví dụ chúng ta muốn cộng 16 dB thôi thì nó sẽ nén lại và nó sẽ không vượt quá cái ngưỡng 16 dB này nữa. Anh em nhé, thì chúng ta cứ chọn thôi. Còn mấy thông số này thì chúng ta cứ nghe, chúng ta cảm nhận, chúng ta làm sao cho nó phù hợp. Mình sẽ không hướng dẫn sâu ở cái phần này ha. Rồi bây giờ cái phần này rất quan trọng này, cái phần delay này anh em này. Đây, ví dụ trong một cái trường hợp mà anh em chúng ta đặt cái loa loa sub trước và cái loa full phía sau á, thì cái loa sub nó sẽ bị sớm, thì chúng ta sẽ làm cho cái loa sub nó trễ lại để cho nó phát ra cái tín hiệu âm thanh cùng một lúc nha. Có nghĩa là nó sẽ đồng pha với cái loa full, thì lúc đó tín hiệu giữa loa full và loa sub nó sẽ giao thoa, nó cộng hưởng lại với nhau thì âm thanh nó sẽ rất là đầy. Còn nếu như mà nó bị delay, một là cái loa full sớm hoặc là loa sub sớm hay trễ gì đó, nó sẽ không đồng pha và nó sẽ có bị hiện tượng là trễ, thì một số tần số nó sẽ bị mất. Và đặc biệt đơn giản nhất, thông dụng nhất đó là cái trường hợp mà anh em chúng ta bình thường á, chúng ta test, chúng ta mở một cái loa sub không thôi thì sub nó ra đùng đùng đùng, khi anh em bật cái loa full lên luôn thì nó mất sub gần như là hoàn toàn. Thì hiện tượng đó, một là lệch pha, hai là nó bị trễ anh em ha, trễ hoặc sớm gì đó đấy. Thì để chúng ta delay, ví dụ chúng ta delay sub thì chúng ta kéo như này thôi ha, đó chúng ta kéo và chúng ta nghe, hoặc là chúng ta có thiết bị RTA chúng ta đo thì càng tốt, còn không có thiết bị RTA thì chúng ta cứ nghe, chúng ta làm sao cảm thấy nó ok là được đấy. Đấy là sub, chúng ta cứ kéo như vậy ha. Rồi cái khi mà chúng ta chỉnh xong rồi á thì chúng ta sẽ lưu lại. Bây giờ mình mò xem nó lưu góc nào đây. Rồi anh em vào cái chữ DSC Pro Sectional. Chúng ta sẽ chọn cái chữ Store. Đây. Chúng ta chọn cái chữ Store. Rồi chúng ta lưu. Ví dụ đây chúng ta lưu vào kênh số mấy. Ví dụ như là mình lưu vào chương trình số 1 chẳng hạn. Thì mình sẽ chọn chương trình số 1 và mình đặt tên cho nó này. Tên. Ví dụ như là mình đặt tên là Mạnh Cường đi ha. Ok, Mạnh Cường. Ôi sai rồi. Rồi, sau đó chúng ta nhấn cái chữ Store một lần nữa. Đó, thấy chưa? Rồi. Và cái khi mà anh em chúng ta muốn gọi chương trình khác thì chúng ta nhấn cái chữ Recall đây. Và bây giờ nó máy nó sẽ hỏi là chúng ta Recall to PC hoặc là Recall driver, thì chúng ta sẽ gọi từ cái driver chẳng hạn. Đây, ví dụ mình muốn chọn chương trình số 2 này, đó. Thì mình sẽ tích qua đây recall to driver. Nhấn chữ recall. Đấy, em thấy chưa? Đấy, thì ngay lúc này nó sẽ nhảy qua chương trình khác. Và khi chúng ta muốn gọi lại chương trình mà lúc nãy chúng ta đã lưu, chúng ta nhấn vào cái recall một lần nữa. Đây, chúng ta gọi chương trình số 1 chẳng hạn thì chúng ta nhấn vào cái recall. Sorry. Mình cứ chọn cả hai vậy luôn xem sao này. Đây, mình chọn cái số 1 đi ha. Đây, lúc nãy mình lưu rồi này. Rồi, mình nhấn chữ recall lần này. Đó, anh em thấy lúc nãy mình chỉnh sao thì bây giờ nó như vậy ha, thấy chưa? Input A, output 1 thấy không? Out 3, out 4 gì đó, giống nhau hết. Cái trường hợp này thì áp dụng cho chúng ta khi mà chúng ta làm ở nhiều vị trí, mỗi nơi chúng ta set up khác nhau thì chúng ta cứ lưu lại, mỗi lần cần dùng chúng ta cứ gọi nó ra thôi anh em ha. Đó là cái phần chúng ta lưu và gọi chương trình. Đây, mấy cái phần này thì không quan trọng lắm đâu. Mấy cái phần lock này thì tốt nhất anh em chúng ta đừng có động vào nhá. Chúng ta đừng có động vào làm gì mất công. Và cái trường hợp nếu anh em chúng ta lỡ tay chúng ta bấm vào lock thì cái password mặc định của nó sẽ là 6 số 0 anh em nhé. Tốt nhất thì cũng không nên lock đâu. Rồi xem còn cái gì cần hướng dẫn không.
Hoặc là chúng ta có thể lưu vào máy tính này anh em ha. Anh em chúng ta save as. Đây, chúng ta save cái chương trình vào trong máy tính của chúng ta cũng được. Hoặc chúng ta save vào cái thiết bị luôn cũng được ha, tùy. Có nhiều cách lắm. Đây, cái phần này là xin là đồng bộ này ha. Rồi, thì nó chỉ như vậy thôi. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng cái DSP này, cái DMX DC24X này thì liên hệ với Cường nha. Và hiện tại là giá bên Cường đang bán là 2 triệu rưỡi một cái, mình sẽ bao ship cho anh em nhé. Và mình sẽ chia quay cho anh em và routing cho anh em theo yêu cầu, nếu như anh em có nhu cầu, hoặc chúng ta có về có thể tự làm cũng được, nó dễ lắm. Mình có cái video này rồi thì anh em có thể là chúng ta tự làm. Anh em là muốn làm, muốn chỉnh bằng tay thì xem cái video trước nhé. Một lát mình sẽ để link của cái video ở đó, cái đó bên dưới cái video này nhé. Anh em ủng hộ Cường bằng cách là nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường. Đồng thời chúng ta nhấn cái nút chuông thông báo để nhận các video mới nhất từ Cường. Thì cái kênh YouTube của Cường sẽ thường xuyên cập nhật các cái video quảng cáo, sản phẩm cũng như là chia sẻ cách sử dụng tất cả các thiết bị âm thanh anh em nhé. Rồi, hoặc anh em có thể liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946 73 46 46. Hoặc chúng ta cũng có thể liên hệ với Cường qua cái Facebook, đó là Mạnh Cường Đắk Nông. Nha, Facebook của mình là Mạnh Cường Đắk Nông. Rồi sau khi chỉnh xong rồi chúng ta có thể thoát ra thôi. Khi mà lưu lại rồi chúng ta có thể thoát ra. Nha. Hoặc chúng ta chỉnh mà chúng ta không dùng nhiều nơi, chúng ta muốn chỉnh như vậy, chúng ta xài luôn, chúng ta chỉnh xong chúng ta tắt thiết bị đi. Không cần lưu, nó cũng tự nhớ luôn anh em nhé. Trừ khi chúng ta gọi chương trình khác thì nó mới mất thôi anh em ạ. Rồi bây giờ chào anh em nhé, rất mong được sự ủng hộ của anh em. Và trong tầm giá 2 triệu rưỡi thì con này rất ok nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ và ủng hộ mình. Rồi chào anh em. Hẹn gặp lại anh em vào một cái video tiếp theo.